Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha. Và chúc anh em hơn 400 anh em xem live vui vẻ nha. Và video này thì đây là bát thứ 5 rồi anh em ơi. Sau khoảng 19 lần hỏng binh thì hỏng lên. Thì cái đao, cái kiếm thì về cái đao thì Khải cắt rương rồi. Còn cái kích thì lại về cái kiếm. Đó, ok. Giờ thì lần này không biết như thế nào, Khải mới gom được có mới thì tới này thôi. Nên là chơi thôi. Chúc anh không về nó. Ok, cảm ơn Diệp Tiên Thành và Đồng Nét Khải 10k nha. Cảm ơn Diệp Tiên Thành nha. Trời tới luôn nè. Chủ yếu vấn đề là mua có thể tin được không thôi. Tại vì nói chung là trước khi hoãn binh là Khải đã xác định là chuẩn bị 20 lần hoãn binh rồi. Mà hoãn không ra. Lần này là lần thứ 20 nha nè. Này lần thứ 20 nha nè. Đầu xin cái nói mà chua vãi cả nồi. Thôi xong. Thôi tôi bó tay luôn. Tôi chả hiểu nữa nè em ơi. Chùm đảo luôn á, thì Khải đi đảo rất là xa luôn em ơi, đậu xanh như vậy. Thua luôn á. 20 lần không về cái nó, đậu xanh mất liên tục, tỷ lệ mất tính ra 20 lần, mất hết 7 lần rồi, vãi rồi. Nếu mà tỷ lệ 27 thì tính ra tỷ lệ xịt 30%. Đột, không có thua luôn. Tỷ lệ xịt ra 30, tỷ lệ xịt 30% này. Mình bó tay nè mày. Ok, đợi mua thị tinh xem. Rồi, thua rồi, thua rồi. Mình bỏ tay với cái vụ này rồi. Tiếp tục mua thị tinh hoãn tiếp. Ok anh em, sau 20 lần thiệt anh em, trong 20 hàng lần hoãn binh trả ra cái mẹ gì. Anh em bảo mở rừng tím mà xả xui, mở luôn. Đó, đó, trời ơi, ra đầu nữ rồi, thua luôn rồi. Thua. Trời ơi, chấp tay tôi lạy luôn. Chấp tay tôi lạy luôn anh em ơi. Xui càng xui luôn em, đậu xanh thôi, thua thua thua. Đồ thiệt em đúng nhỏ luôn. Em đúng nhỏ chưa? Trời ơi, thua luôn em. Hai món tím thiệt. Bữa giờ mở vài món tím mà toàn hai dòng thôi. Thì không biết mình sao mà nhỏ dữ ta. Đúng Khải nhỏ luôn. Kiểu này chắc đủ đặt, đặt kênh YouTube Khải nhỏ quá. Kiểu này chắc đặt kênh YouTube Khải nhỏ quá nè. Thôi thua luôn. Thua luôn. Chịu. Bó phép. Bán shop luôn. Quá nhỏ nè. Thôi chờ đợi mua thị tinh hoãn tiếp thôi. Ok, hiện tại bây giờ thì Khải đang giao dịch thị tinh với lại hoãn binh với lại su. Qua đỡ tiếp tục lần hoãn thứ 21 anh em à. Lần hoãn thứ 21. Nãy giờ Khải thu mua gom trong đêm nay luôn anh em. Nên là hơi chua. Tìm thị tinh khó quá. Khải 21 lần là anh em hiểu rồi. Ok nha, bây giờ Khải sẽ gom nó về một chỗ nữa. Đậu xanh. Cái này Khải nó sẽ Khải sẽ đưa nó về cái cố gắng về cái nọ này mày. Đã chơi chơi đến bến này mày. Chứ giờ chơi lỡ cỡ rút ra không ăn thua. Chơi lỡ cỡ rút ra nó đâu có đá được nè. Mình phải chơi chơi đến bến. Đó. Cố gắng lần này ra luôn giùm em cái anh ơi, em xin anh cái nọ này. Em xin anh 20 lần rồi anh ơi. Lần này lần 21, anh giúp em lên cái anh em. Lên giùm em cái anh em ơi. Lên giùm em cái nọ, em đánh tung kim thôi. Cái này gì cái nọ này anh em chứ em đánh tung kim hơi bị ngon luôn em. Cái này mà gì cái nọ đánh ba cháy bù chét luôn nè. Còn cái kia về cái đao em cắt rồi. Cái kia về đao em cắt một rương rồi. Em xin cái nọ anh ơi. Em xin cái nọ đại ca. Anh Hùng anh Hồng Tô Hồng Kim Tôn Giả cho em xin cái nọ anh ơi. Hồng Kim Tôn Giả cho em xin cái nọ anh ơi. Hồng Kim Tôn Giả cho em xin cái nọ đi đại ca ơi. Em hoán binh nãy hai mấy lần. Anh em hai mấy lần rồi đó anh. Anh em hơn 20 kim rồi anh. Anh em hơn 20 kim rồi anh. Đồ. Thua 21. Thua 21 lần rồi. Đậu xanh thiệt chứ. Thôi mua thì tên quốc tiếp rồi. Ok nha. Bây giờ chuyển sang hình Thủy Yên chuẩn bị quên con giỏ đang ạch phụ cờ lon dứt tiếp nè mày. Rồi. Đồ. Hóng binh gì mà 21 lần rồi nè mày. 21 lần rồi chưa ra gì. Ok. Đây sẽ là lần thứ 22. Trời ơi cái này về cái nỏ giùm tôi một cái. Tôi mất mớ tiền rồi anh em. Đó. Em xem qua cây của Khải này. Cái này đưa về nỏ đánh tống kim khỏi phải nói nè mà. Ok. Đây sẽ là lần thứ 22. Mong nó sẽ thành công anh em ơi. Đây là bát thứ 5 rồi. Bát thứ 5 rồi mà chưa thấy gì anh em ơi. Bát thứ 5 rồi. Đây là lần thứ 22. 22 nha anh em. Bỏ hung thạch của Khải luôn đi. Đậu xanh. Vô. Ok lần này xin chì đúng không? Cho tao có xin cái chì. Cho tao xin cái chì. Cho tao xin cái chì thằng kia. Đậu xanh mà tao bực mày lắm rồi á. Cho tao xin cái chì coi.
đâu, xin chị cho ra chị luôn. Vãi nồi rồi xong. Cái bát nem này thiệt nem chứ đậu xanh xin nó không cho nó. Xin chị nó cho chị thôi. Thua rồi. Đậu xanh xin nó không cho đậu xanh cái chị nãy giờ. Cái chị này ám mình từ đầu cứu luôn trời. 22 lần rồi. Trời ơi, thua rồi. Thua rồi anh em ơi. Thua rồi. Ok, tiếp tục. Đậu xanh còn một phát cuối cùng. Xin chị cho chị trời. Bà tăng này cánh vải. Cánh vải rồi. Trời ơi, xin chị ra chị anh em ơi. Chết tôi rồi. Vãi cả nồi thiệt anh em. Thiệt lúng vãi thiệt chứ. Thôi chịu luôn. Đậu xanh à, cái chị này nó ám dữ người ta. Con lầy má luôn. Hồi nãy xin nó là không cho nó đậu xanh anh em thấy không. Xin nó tự động cuối luôn đậu xanh. Xin chì cho chì luôn đậu xanh lần này. Đậu xanh mà cho tao cái nó không. Đậu xanh mà cho tao nó thằng kia. Giờ tao cay mày lắm rồi nha. Thằng Hoàng Kim tôn giả thiệt mày á. Tao cay mày 20 mấy lần rồi nha. Thiệt mình mày tao cay rất cay luôn. Đâu xin cái nó nha. Lần này xin cái nó nha. Đậu xanh mà cho tao cái nó không. Mà không có nó tao không cho tao nó chặt chân nha. Không cho nó chặt chân nha. Lần này mà không cho nó chặt chân. Lần này thằng 23 rồi. Không cho nó chặt chân mà luôn. Thiệt cay lắm luôn á. 23 lần là tính ra 23 kim một năm. 23 kim tính ra là hơn một gần 1,5 triệu rồi. Lần này không cho nó không ra cái nó chặt chân mày luôn. Trời ơi đã kiếm rồi. Thôi xong, bắt năm dừng tại đây. Bắt năm dừng tại đây anh em ơi. Canh vãi nồi. Má xịt từ đầu đến cuối anh em. Kiếm nó, trời ơi, không hiểu luôn. Trời đất ơi, thôi mình thua luôn anh em ơi. Thua rồi, đụng về kiếm nữa, đậu xanh má kiếm miết hoài. Ok, và bắt năm Khải dừng tại đây nha. Khải nghiên cứu mua thêm thị tinh khoảng 5 lần hón nữa, Khải sẽ hón tiếp. Trời ơi, bó tay số nhỏ rồi. Một lần hón là, một lần một bát hón là 5 lần anh em. Một lần hón là hơn 5 kim. Rồi, tính với... Trời ơi, chịu rồi, hết biết nói sao rồi. Một lần 100k hón rồi anh em, 23 lần này. Gần 100k nó dao động khoảng tầm 97 đến 90k. Trời chịu rồi. Ok anh em, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đến bát thứ 6. Bát 6 Khải sẽ mua thì tin tiếp. Đồ, anh ngậm ớt cay vãi nồi. Thiệt giờ ngậm ớt không muốn ra luôn anh em. Giờ mà thiệt anh em chứ. Vãi nồi. Đúng cây luôn anh em. 23 lần rồi. Không nhớ không sai 23 lần rồi. Bỏ bot anh em, tầm này bot gì nữa. Tầm này bỏ bot anh em ơi. Lần này nghỉ bot luôn đi. Này đang cây rồi bot gì nữa. Thằng này phải đâu canh vái nồi. Này đang ngậm ớt rất là cay rồi anh em. Giờ cái sang bot cũng không có hứng thú được. Này chỉ muốn mua thì tinh thôi. Mua tinh hoàng binh thôi, còn không lên nữa bot đây. Chịu. À, 5 lần thì donate 350k cho Khải, xúc tam 850 xu và tặng cho nhanh. Rồi 850 xu mắc vãi nồi anh em. Server bán tầm 650 đến 750. Bán 850 cao quá. Khải hôm qua giờ Khải mua 10 Khải mua 16 lần hoàng binh đó. Là Khải mua một bộ 650 à. Đúng 16 lần hoàng binh là Khải mua một bộ 650 thôi. Giờ đều đang cần nên là nói vậy thôi chứ còn nhỏ vãi thiệt nè. Đuổi thằng bà tăng đi chỗ khác đi, nó đứng chù rất đợi nó bán cái cổ đó. Chịu anh em ơi, chịu. Mua làm thì tin anh em ơi. Mà không có. Ok, Khải ngừng video từ đây nha. Anh em đừng quên đỡ lại cho Khải một làm chia sẻ anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục mua tiếp và Khải đánh hón tiếp trong buổi tối ngày nay luôn. Khải sẽ hón tiếp.